Chào các bạn, trong video này Thảo theo yêu cầu của một số bạn theo dõi kênh YouTube của mình. Các bạn muốn độ chế cái IC dao động trong cái mạch nguồn led driver rạng đông thay cho cái IC dao động của cái bo nguồn led driver khác, có được không? Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà thay IC từ cái bo nguồn led driver của rạng đông. Đây, bo rạng đông nha các bạn. Nó sử dụng con IC là BB2866. Mình sẽ lấy IC này mình thay thử cho cái bo nguồn led driver của cái đèn Trung Quốc ha, cái đèn bất kỳ. Các bạn có thể nhìn thấy cái bo nguồn led driver này á, nó nằm trong đèn tiếp led 8 nè, led âm trần nè, hoặc là led bút. Nhiều khi các bạn không có nhìn thấy rõ cái mã số của IC này các bạn thay, hoặc là các bạn tìm không ra IC thì các bạn có thể dùng cái con IC của cái bo nguồn led driver rạng đông BB2866, các bạn thay vô được nha. Ở đây mình nói sơ qua một chút về lý thuyết. Đây, trên tay mình có một số loại IC driver dành cho đèn led. Ở đây mình dùng cái BB2866. D là loại IC mà cái bo nguồn led driver rạng đông nó hay dùng. Thì mình thử thay vô mấy cái con như con HA nè, 5832E, hoặc là mấy con CL1502. Thì nói chung á, cái bo nguồn led driver của cái đèn led khác á, so với rạng đông á, thì nó sẽ dùng IC loại khác ha. Còn rạng đông nó sẽ dùng con BB2866. Ở đây các bạn quan sát cho mình cái chân VCC, chân số 4 là chân cấp nguồn của nó, chân số 1 là chân mát ha. Thì mấy con IC này tương tự nhau. Ở đây rồi nó tích hợp MOSFET bên trong cái con IC này. Chân 5, chân 6 là cực D của MOSFET, chân 7, chân 8 là chân CS của MOSFET là bên trong ha. Đây là một số cái IC nguồn led driver. Thì khi các bạn nhận thấy là mấy con IC này có 8 chân nè, nhiều khi các bạn nhìn thấy IC giống nhau nhưng mà các bạn tưởng là IC loại này nó cùng loại với nhau, nhưng thực ra là không phải nha. Thứ nhất, các bạn muốn thay IC các bạn phải tra cái datasheet cho mình. Trường hợp mà không được á, có nghĩa là các bạn thay trực tiếp vô chắc chắn là không được rồi, thì do nó giữ sử dụng IC khác. Như cái IC của đèn led rạng đông á, nó hay dùng là BB nè 3166 hoặc là BB2866. Thì các bạn thay trực tiếp vô là không được, chắc chắn không được. Thì các bạn có thể độ chế hoặc là thay gián tiếp. Là khi mà IC hư á, thì các bạn có thể, mình giả sử nha, cái bo nguồn này nè, IC này không phải là IC của đèn led rạng đông mà nó khác cái mã số IC, thì các bạn có thể dùng cái IC BB2866 các bạn thay vô IC nguồn led driver này, các bạn phải độ chế một xíu nó mới hoạt động được nha. Tiếp theo đây mình sẽ đi tìm hiểu về cái sơ đồ chân của cái hai con IC này. Đây là cái IC bo nguồn led driver rạng đông nha các bạn. Các bạn nhìn nè, cái chân số 1 của nó là chân mát ha. Cái chân số 2, số 3 cái nội trống. Cái chân số 4 của nó là cái chân VCC. Cái chân này nó sẽ câu thẳng trực tiếp lên cái đường B cộng luôn. Còn cái chân 5, chân 6 là cực D của MOSFET, chân 7, chân 8 tương tự. Còn bên đây, cái bo nguồn led driver thông thường, ở đây tương tự, cái chân bộ số 1 của nó là chân mát. Chân số 2, số 3 có thể nó để chống hoặc nó mắc thêm con điện trở.
Ở chân số 2, chân số 7, số 8 là chân CS của MOSFET tương tự. Chân số 5, số 6 là cực D của MOSFET nha. Như vậy các bạn nhìn vào thứ tự chân như này, các bạn có thể xác định được là nó khác nhau ở điểm nào. Khác nhau là cái chân thứ nhất là chân số 4 nè, chân cấp nguồn của nó. Những cái con IC loại khác như BB2866 á, cái điện áp làm việc của VCC của nó khá thấp ha. Nó nhờ cái con mấy con điện trở mồi nè, R1, R2 nè, hoặc là có 3-4 con gì đó, nó sẽ mắc giá trị khá lớn nha các bạn. Ở đây á, đây là các bạn nhìn thấy cái bo mạch của nó nè. Các bạn thấy, nhìn thấy không? Cái giá trị điện trở của nó là 394 nha các bạn. Có nghĩa là 390 x 10^4 là 390 kg ha. Là giá trị, cái này giá trị nó vừa giảm áp mà nó vừa hạn dòng nữa. Thì những điện trở này là khá lớn. Đây là những con điện trở mồi nè, nó sẽ làm sụp áp, cấp cái điện áp khoảng, nó tầm khoảng 11 phẩy mấy vôn á, 11,5 vôn VCC cấp cho chân số 4 của IC. Thì khi mà các bạn muốn bỏ cái con IC này, các bạn độ chế lên á, các bạn dùng cái con BB2866 á, thì các bạn bỏ mấy con điện trở này, các bạn câu trực tiếp chân số 4 lên lên chân B cộng luôn nha. Sau chỉ là điện áp á, sau chỉnh lưu á. Rồi, các bạn tháo mấy con điện trở này, mấy điện trở này ra hết cho mình. Đây là cái cách mà mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ha. Rồi, tiếp theo đây á, các bạn nhìn cái sơ đồ của nó nè, cái sơ đồ nguyên lý của nó á. Đây là BB2866 nha. Mấy con IC khác nó cái sơ đồ nguyên lý cũng tương tự như vậy nha các bạn. Nó khác ở đây một điều á, là cái chân số 4 của nè. Đối với con IC nguồn lát rạng đông á, nó sẽ câu lên trực tiếp lên chân B cộng, cái đường B cộng nè, để ép sau chính lưu. Còn đối với những con IC thường á, là các bạn phải nối mắt một số qua một số cái con điện trở mồi để mà nó sụt áp. Nó còn khoảng 11V nha. Từ cái B cộng của nó, nó khoảng là 310V DC. Điện áp sau chính lưu đối với nguồn 220V AC ngõ vào. Thì đối với cái chân số 4 của nó, nó sẽ qua mấy con điện trở mồi và nó giảm còn khoảng hơn 11V DC. Thì đây, đối với những cái mạch này á, mình sẽ tiến hành mình tháo tất cả các con điện trở mồi ra. Đồng thời mình sẽ câu cái chân số 4 của cái con IC mình, nếu khi mà mình lấy cái con BB2866 á, mình sẽ câu lên đường B cộng luôn nha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Thứ nhất á, mình sẽ đo cái điện áp nè, để mình chứng minh cho các bạn thấy là cái bo này là bo tốt nha. Rồi mình lấy cái con IC này ra, mình thay bằng cái con IC của cái bo nguồn LED driver rạng đông. Rồi mình dùng một cái kẹp, cái đầu nối nhanh nha các bạn. Mình đo thử cái điện áp với cường độ dòng điện của nó ra bao nhiêu ha. Đối với dùng cái con IC mà nguyên bản của nó, rồi tiếp theo mình sẽ dùng một cái dây nguồn AC mình nối vô, mình sẽ đo cái điện áp cường độ dòng điện ngõ ra nó khoảng bao nhiêu. Ở đây mình dùng một cái đồng hồ số nha các bạn, mình chỉnh cái thang đo khoảng 1000 mô DC, mình đo cái điện áp ra khoảng bao nhiêu ha. Các bạn kẹp tương ứng cho mình dương ra dương, âm ra âm. Ở đây dây sáng á, là dây dương ngõ ra nha, mình chích vô. Chỉ còn lại dây âm. Rồi tiếp tới đây mình sẽ cấp nguồn nha các bạn. Rồi mình đo cái điện áp ngõ ra khoảng bao nhiêu ha.
Rồi các bạn thấy không? Ở đây mình đo được cái giá trị của mình là 143V DC nha. Điện áp nó ra nha, 143V. Rồi mình tắt nguồn đi, mình sẽ đo cái cường độ dòng điện của nó ra khoảng bao nhiêu. Mình chuyển cái thang đo ampere kế nha các bạn. Đo cường độ dòng điện ha. Chuyển mà cái nấc là khoảng 10A. Rồi các bạn đo thôi. Bạn cấp nguồn vô. Rồi, cái dòng của mình á đo được là khoảng 0,14A. Có nghĩa là 140mA nha các bạn. Đây là cái bo nguồn tốt của nó nha. Thì tiếp đây mình sẽ tắt nguồn, mình sẽ thay bằng, mình giả sử đi, cái bo nguồn này hư đi, nó sẽ hư cái con IC nguồn led driver, con IC 8 chân á. Thì ở đây mình sẽ tiến hành mình lấy cái con IC BB2866 tốt của cái bo nguồn led driver đạn đông, mình sẽ thay vô. Thì một số IC á, các bạn không thấy cái, không tra được cái mã số, hoặc là các bạn tìm mua không được á, thì các bạn có thể dùng cái con IC đèn led đạn đông này các bạn thay vô nha. Rồi trước hết á, các bạn lấy cái tô bít của mình, các bạn xả hai chân của cái tụ này, xả điện nha các bạn. Cho nó phóng điện ha. Chứ nhiều khi á, các bạn không xả nó còn lưu điện á, các bạn sờ cho nó hơi bị giật á. Rồi tiếp theo đây mình sẽ dùng cái máy khò nha các bạn, mình bật máy khò lên. Mình sẽ thay bằng cái lấy con IC của cái bo nguồn led driver đạn đông tốt nha. Mình thay vô đây. Mình bật cái máy khò cho nó nóng lên nha các bạn. Đồng thời mình sẽ tháo cái con IC này ra, mình giả sử cái con IC nguồn led driver của cái bo nguồn khác á nó bị hư. Rồi mình sẽ tháo tất cả cái con điện chở mồi nè, tất cả các dàn chở, tụ chở trên đây tháo ra hết. Tại vì các bạn nhìn sơ đồ á, nó thiết kế giống nhau rồi, nhưng mà mình sẽ lấy cái chân số 4 mình câu lên B cộng. Còn chân số 2, số 3, nếu mà chân số 2 hay số 3 nó có điện chở hay cái tụ gì đó, các bạn tháo ra hết luôn nha. Tháo các bạn để chống cho mình. Chân số 4 các bạn chỉ cần câu lên đường B cộng thôi là xong. Ở đây mình dùng một cái miếng kim loại mình giải nha các bạn, khò cho nó bớt bị nóng ha. Rồi trước tiên mình sẽ lấy cái con IC nguồn led driver của đạn đông. Các bạn nhớ để dấu chấm nha các bạn. Dấu chấm ở đây á, là cái chân số 1 của nó nha. Rồi mình sẽ dùng một ít mỡ hàng. Các bạn cho nó một ít mỡ hàng ha. Rồi mình tiến hành mình lấy cái con IC này ra. Các bạn nhớ đảo tay nha các bạn. Bật cho cái mỏ hàng nó nóng, mà khò nó nóng lên một xíu á. Rồi rồi đây là cái con IC nguồn led driver của rạn đông ha, BB2866. Mình đã lấy nó rồi. Tiếp theo đây á, mình sẽ tiến hành mình gõ cái con, mình giả sử nha, cái bo nguồn led driver này á không phải là của đạn đông, nó dùng con IC mã số khác, thì mình sẽ tiến hành mình tháo cái con IC này ra luôn, bỏ hết mấy cái điện chở. Các bạn nhớ lưu ý cho mình á,
ở đây á mới chỉ có hai cái con điện trở RS1, RS2 của chân số 8 các bạn giữ nguyên nha. Còn những cái con điện trở tụ trở vậy các bạn tháo ra hết cho mình. Nè tụ trở điện trở mồi á, các bạn tháo ra hết. Rồi mình sẽ tiến hành mình tháo. Các bạn quan sát nè, ở đây mới có mấy con điện trở mồi nha các bạn. Nhiều bạn á, cái mấy bạn mà cẩn thận á, các bạn có thể ghi chú lại cái vị trí, từng vị trí cái con tụ trở rồi cái giá trị trở, điện trở bao nhiêu, thì các bạn ghi nốt lại nha. Rồi các bạn giữ lại cái linh kiện này, các bạn đừng có bỏ đi. Rồi mình sẽ tiến hành mình tháo con tụ trở này ra trước, tháo hết nguyên vàng luôn nha các bạn. Nó có bao nhiêu con tụ trở các bạn tháo hết để cho trống trơn luôn. Mình lấy một ít mỡ hàng ha. Các bạn có thể ghi chú lại nha. Hay là những tụ trở các bạn lấy vị trí nào các bạn có thể nốt lại. Để nhiều khi các bạn không thích độ chế nữa thì các bạn có thể gắn trả lại vị trí cho nó. Tiến hành mình tháo cái con IC đó ra luôn. Đây là cái IC của nó nè bạn. Mình giả sử cái IC này hư nha. Rồi ở đây có một cái con điện trở mồi nữa, tháo ra luôn. Nói chung nguyên vàng tụ trở của nó các bạn tháo ra hết. Đây mới điện trở mồi cái đó các bạn tháo ra luôn nha, đừng có để sót con nào hết. Rồi đây là cái bao mạch nguồn led driver mà sau khi mình đã tháo mấy con điện trở mồi và cái con IC của nó ra, mình giả sử cái con IC này nó hư nè, còn các bạn giữ nguyên cho mình nha. Ở đây có hai con điện trở RS1 RS2 các bạn giữ nguyên. Rồi đây là cái diode nè, còn cuộn dây nè các bạn giữ nguyên. Rồi cái con tụ ngõ ra với cái con điện trở mắc song song của nó. Đây để cho các bạn hình dung nè, diode nè, nguyên cái vàng nè các bạn giữ nguyên nha. Diode nè, cuộn dây nè, tụ trở nè, hai con này á mắc ngõ ra song song với cái module led á, cấp nguồn á, thì các bạn giữ nguyên nha. Các bạn chỉ có thể tháo mấy cái con điện trở mồi ra với lại cái chân số 4 nè, các bạn tháo ra hết. Rồi tí nữa các bạn lấy cái con ICBB2866 á, các bạn câu lên đường B cộng là xong. Và tiếp đây mình sẽ tiến hành mình hàn cái con IC này vô ICBB2866 á, của bao nguồn led rạng đông á. Ở đây các bạn xét gia đình cũng dễ nha. Nói chung á, nó nếu mà trường hợp nó có 7 chân á thì 3 chân ở trên các bạn up lại, chân số 1 á là chân dưới dấu chấm á, còn cái chân số 8 á, 7 với 8 từ bình thường á là nó sẽ khuyết chân số 7 nha. Các bạn đặt đúng chân cho mình là xong. Rồi các bạn chỉ cần đặt đúng vị trí cho mình thôi. Thôi các bạn hàn vô nha. Kho các bạn kho. Các bạn lấy nhựa thông á hay mở hàng, các bạn chích vô cái các bạn đá chân cái là xong. Các bạn nhớ lắc cho nó một cái nha các bạn, cho chì á với cái chân chì nó bám vào nhau ha, rất nhanh và đơn giản ha.
Rồi như vậy đã xong nha các bạn. Rồi sau đây mình để cho nó nguội một chút xíu, mình tắt cái mỏ khò đi. Cái bo nguồn led driver này nè các bạn thấy, đây là cái con ICBB2866 nha. Còn mấy vàng và tù chở mình đã tháo ra tất cả là hết rồi, mình chỉ còn giữ lại nè một cái con diode nè, cuộn dây nè, cái tụ ngõ ra với cái con điện chở nối song song với cái tụ này. Rồi tiếp đây á, các bạn dò tìm cái chân số 4 cho mình. Để các bạn nối chân số 4 với cái nối với cái điểm B cộng. B cộng là cái chân dương của cái tụ này, tụ lọc nguồn á. Ở đây của mình là 15mi 400V mà. Rồi các bạn có thể dùng đồng hồ các bạn đo xác định được. Các bạn chích vô cái chân số 4 của mình á, là một chân các bạn để chân số 4, một chân các bạn chích vô mấy cái điểm này nè, coi cái khi nào mà nó thông mạch đó là chính là cái điểm mình cần nối nha. Rồi đây nè các bạn, mà các bạn xác định cái điểm mình nối nè, các bạn nối thể nối trên đây cũng được hoặc các bạn núi núi phía dưới này cũng được, vì hai điểm này nó lấy cái điểm giữa nó đưa vào cái chân điện áp chân số 4 của IC là hai chân này nè. Rồi mình sẽ lấy cái điểm này mình hàn đây, các bạn lấy cho mình một cái đai dây đồng nhỏ nha. Ở đây một cái đầu dây đồng nè, các bạn hàng đây, hàng cái điểm chân số 4 á. Rồi cái dây còn lại á, các bạn câu lên cái chân dương của cái tụ này, tụ lọc nguồn. Rồi mình tiến hành mình hàng nha các bạn, mình hàng phía sau đi cho nó dễ thấy nha, cho các bạn dễ quan sát. Nói chung là các bạn tùy, các bạn hàng phía trước cũng được, ở đây mình hàng phía sau cho nó, nói chung là các bạn hàng cho nó gọn lại nha, hàng chắc chắn nha các bạn. Tại vì cái chơi điện áp này á, điện áp 310V DC, các bạn mà hàng nó lỏng cái mối hàng á, nó sẽ có thể bị giật nha, nguy hiểm á, nó bị chạm nó cháy nổ luôn á. Ở đây các bạn hàng thẳng vô cái chân dương của cái tụ lọc nguồn 15mi 400V DC. Hàng. Rồi. Như vậy đã xong nha các bạn. Mối hàng chắc chắn nha. Đừng có bung chắc bung hay rớt cái mối hàng ra. Rồi, như vậy đã thành công. Khá đơn giản. Tiếp theo đây á, mình sẽ dùng một cái bóng đèn tròn ha. Mình thay cầu chì để mà bảo vệ mạch. Đây. Mình thử test cái mạch này coi nó ra điện áp khoảng bao nhiêu nha. Rồi mình cái mỗi lấy một cái dây nguồn, cắm vô cái bóng đèn nha các bạn, mình nối thử coi nó sáng hay không. Thì các bạn khi các bạn làm, các bạn cũng chú ý một chút xíu. Đây cái bóng đèn của nó, mình test thử ha. Rồi như vậy là ok. Cái dây bóng đèn á, các bạn lấy một dây nha, tách một dây ra. Ở đây mình tách một dây.
Rồi cái dây này á, mình sẽ nối vào một cái chân nguồn AC của cái bo nguồn led driver này để mình test thôi, coi thử coi nó có bị chạm chập không. Rồi một cái dây nguồn AC còn lại á, mình nối vô cái dắt lúc đầu. Rồi mình tiến hành mình cắm điện vô coi coi nó, nếu mà trường hợp mà cái bo nguồn này á nó bị chập chạm chập gì á, cái đèn này sẽ sáng nha. Rồi các bạn thấy không, mình cấp nguồn vô á thì nó không có sao, không có bị chạm. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ tiến hành mình đo cái điện áp bỏ ra, chỉnh cái thang đo 1000 VDC, đo các bạn chỉnh đúng cái thang đo của nó nha. Rồi ở đây mình cũng cặp dương ra dương âm đâm nha các bạn, để mình đo cái điện áp ngõ ra của nó coi được bao nhiêu ha, sau khi mình thay cái IC này. Rồi mình tiến hành mình sẽ cấp nguồn. Đây điện áp mình đã có nha các bạn. Cái giá trị điện áp ngõ ra của mình lúc này á, nó sẽ là 330V DC. Nó đúng bằng cái điện áp mà cái bo nguồn led driver rạng đông nó sẽ sử dụng. Cái điện áp này á, khi mà các bạn nói chung là tùy số lượng chip led các bạn gắn vô nha, các bạn có thể mắc thêm một cái con điện trở hàng dòng. Mà trong các video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn trong trường hợp mà các bạn mắc số lượng chip led ít á, thì các bạn có thể mắc thêm tính toán một vài con điện trở hàng dòng để các bạn gây sụp áp, đồng thời các bạn hạn chế dòng điện lại nha. Rồi đó, ở đây mình sẽ tiến hành mình đo thử cái cường độ dòng điện coi nó khoảng bao nhiêu ha. Mình tắt nguồn đi nha các bạn. Rồi mình chuyển về cái thang đo ampere kế. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình bật nguồn lên. Đây, cái cường độ dòng điện của nó sẽ là 0,21, có nghĩa là 210 mA. Như vậy điều này chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái con IC BB2866 này á, cái mức làm việc của nó là khá cao so với IC bình thường. Là cái dòng điện nào các bạn, 210 mA, so với lại dòng điện lúc đầu của mình đó là 140 mA. Đồng thời cái điện áp của nó sẽ cao hơn, hơn gấp đôi luôn nha. Rồi như vậy á các bạn, là khi mà các bạn độ chế thay cái con IC khác loại từ cái bo nguồn led driver rạng đông qua cái IC này á, thì cái công suất của nó sẽ tăng lên. Nè, công suất của nó các bạn nhận thấy á, nó sẽ tăng lên so với lúc đầu. Thì khi mà các bạn muốn giảm công suất xuống á, thì có trong video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn có một số cách các bạn đỡ, các bạn hạ cái điện áp nó ra. Như các bạn nè, giảm, tăng giảm cái con điện trở, hoặc là các bạn tháo bỏ cái con RS1, RS2 trên số 8 của IC, là nó cái điện áp nó sẽ tụt xuống nha. Thì đây là cách độ chế, các bạn tiếp tục tháo cái con điện trở RS1, RS2 ra, tháo một con ra, hoặc là các bạn thay đổi giá trị điện trở, thì nó cái điện áp nó ra VOUT này nó sẽ thay đổi. Đồng thời các bạn muốn hạ cái dòng này á, là nó làm cho cái, làm các bạn có thể thắp sáng được cái đèn, những đèn led mà có công suất lớn, hoặc là các bạn có thể hàng dòng, các bạn cách các bạn mắc thêm những cái con điện trở hàng dòng. Là những video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn tính toán. Thì các bạn có thể tìm trên kênh của mình á, có những có các video đó các bạn có thể xem tham khảo ha. Rồi là video này các bạn,
mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà thay IC động nè trong cái mạch nguồn led driver rạng đông. Các bạn thay cho là chính là cái con BB nè, 2866 nè hoặc là 3166 nè, mà các bạn thay vô cái IC dao động trong cái mạch nguồn led driver khác nha các bạn, là có thể được nha, hoàn toàn được luôn nha. Khi mà các bạn thay bị hư chết IC á, các bạn lấy IC mấy cái IC này các bạn sàng qua. Thì đây á, mình đã chứng minh cho các bạn thấy là cái công suất của mình á, nó sẽ tăng lên một chút xíu. Tăng lên thì các bạn có thể sắp đưa tắt được cái đèn lớn hơn, hoặc là các bạn mắc thêm nối tiếp thêm một vỉ led nữa là hoàn toàn nó sáng. Trường hợp mà các bạn nè muốn giảm cái giá trị xuống á, thì các bạn tháo cái con điện trở RS1 RS2 ra nha. Các bạn tăng như thay giảm, thay đổi cái giá trị này á, thì nó sẽ làm cái điện áp ngõ ra sẽ giảm xuống, nó không còn 320 mấy vôn nữa. Ngoài ra các bạn mắc thêm con điện trở hàng dòng nữa nha, để hạn chế dòng điện, hoặc là các bạn để nguyên cũng được. Tại vì cái dòng qua chip led của mình á, là maximum á, là khoảng là 150 mA led max. Thì đây mình có hai chip led, là nó dùng là dòng của nó lại phạm vi là dưới là 300 mA là ok. Rồi, và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.